Nó mà cao tốc này nó khác, cái mà cao tốc khác là cái đường trắng này nó làm cái cao mà bảng bảng trắng nè, đường nè, đúng không? Hồi giờ đi từ Bắc chí Nam có cái dách này đâu. Cái tầm nhìn xe rõ luôn ha. À, đi 80 á hả? À. Nhiều người một đời người chưa đi đường cao tốc mà, đi xe máy sao vô? Thì có mấy người đi xe hơi ta mới vô cao tốc được. Đi chưa đi luôn, bữa nay chở đi ấy. Những người nào thích chở đi cho biết. Đường cao tốc chỗ rẽ Khánh Vĩnh về Cam Ranh nè. Hồi giờ nhiều người nghe là đường Khánh Vĩnh có đường rẽ chỗ Thành, chỗ nãy mình rẽ là chỗ cái viên gì quên rồi. Rồi rẽ về Cam Ranh là đi đường cao tốc mà giờ đi qua Cam Lâm luôn. Rẽ về Cam Ranh. Một số bạn thì nghe nói đường cao tốc Cam Lâm, Cam Đức, rồi Suối Dầu, rồi Cam Ranh đồ mà chưa thấy. Đây là cầu Suối Tiên nè, đây cái khu Suối Tiên nè, Suối Tiên, Suối Dầu nè. Tới Suối Tiên có cầu vượt Suối Tiên đúng không? Có cái cầu vượt kìa, hình như cái cầu nó giống nó vượt xuống Nha Trang ở chỗ Suối Dầu vậy đúng không? Cái cầu để vượt xuống Suối Dầu nè. Cầu vượt Suối Dầu, Nha Trang.